Thưa quý vị và các bạn, thể dục thể thao là một hoạt động rất cần thiết để rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Và việc lựa chọn môn thể thao phù hợp cũng như là tập luyện đúng cách là việc rất quan trọng. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những hiệu quả lợi ích của hoạt động rèn luyện bộ môn cầu lông. Cầu lông là môn thể thao bắt nguồn từ các trò chơi dân gian ở Ấn Độ và xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á từ khoảng 2.000 năm trước đây. Bộ môn này du nhập vào Việt Nam muộn hơn so với các môn thể thao khác. Vào năm 1990, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam được thành lập đã phối hợp cùng với Ủy ban Thể dục Thể thao, lãnh đạo và đề ra những chiến lược phát triển cầu lông. Đến năm 1993, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam chính thức gia nhập Liên đoàn Cầu lông Thế giới là điều kiện để phát triển cầu lông ngày càng mạnh mẽ. Ngày nay, cầu lông là một bộ môn thể thao phổ biến rộng rãi. Tập luyện cầu lông là một trong những phương pháp rèn luyện thể chất và sức khỏe hiệu quả nhất. Cầu lông là một bộ môn phù hợp với cả nam, nữ và nhiều lứa tuổi, từ người lớn, thanh thiếu niên và trẻ nhỏ. Môn thể thao này có thể tập luyện ở trong nhà lẫn ngoài trời. Với hình thức vận động tay, chân, xoay người, có thể thấy đây là một hoạt động toàn diện rất tốt cho cơ thể, từ đó giúp người chơi cải thiện chiều cao, vóc dáng, hơn hết là sức khỏe để đẩy lùi bệnh tật về máu huyết, tim mạch và xương khớp cho từng độ tuổi khác nhau. Việc tập luyện cầu lông trong thời gian dài có tác dụng tăng cường sự nhanh nhẹn, linh hoạt và hình thành sự yêu thích, lòng đam mê cho người luyện tập. Thường ngày thì em đi chơi vào khoảng khung giờ từ 4 giờ đến 6 giờ hoặc là từ 7 giờ đến 9 giờ cùng với bạn của em. Ở đây thì nếu mà đi sớm thì em thường vào được sân lớn để đánh, còn nếu không đi trễ thì thường vào sân nhỏ. Đó là hoạt động rất là vui. Bông cầu lông nó vừa vận động tay mà nó còn vừa vận động chân nữa. Đặc biệt là thêm trí óc của mình nó rất là nhanh, cảm giác em rất là nhanh nhẹn. Ở đây có những cái tụ điểm như thế này để mọi người có thể giao lưu được với nhau và giúp trao đổi thêm nhiều kiến thức về bộ môn và cả những cái việc khác nữa. Và đối với em thì đây là một rất là có ích cho cộng đồng. Ở tỉnh Kiên Giang, phong trào tập luyện môn cầu lông cũng thu hút nhiều người ở mọi lứa tuổi tham gia. Tại thành phố Rạch Giá có từ 5 câu lạc bộ cầu lông được đầu tư sân chơi. Ngoài ra, ở các huyện, thị trấn trong tỉnh, bộ môn này cũng được hưởng ứng. Các sân chơi cầu lông được xây dựng rộng khắp từ cơ quan, trường học, thành phố cho đến huyện thị. Hàng năm trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều giải thi đấu. Câu lạc bộ cũng có đi giao lưu với câu lạc bộ của trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh. Từ ngày mà anh em bắt đầu tập hợp lại để mà thi đấu thì nói chung thì cái thứ nhất là vui, khỏe. Thì đa số anh em rất là đồng tình, rất là ủng hộ. Bộ môn cầu lông thực sự tạo ra sân chơi lành mạnh, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Việc có chung một niềm đam mê là yếu tố để tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, phát triển những mối quan hệ tốt đẹp cho cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, việc tìm đến những môn thể thao như bộ môn cầu lông thực sự là hoạt động rất có ý nghĩa để vui sống và làm việc. Đặc biệt, ngày nay ở lứa tuổi thanh thiếu niên, luyện tập cầu lông nhằm hạn chế sự tập trung vào các thiết bị điện tử, máy tính, tăng tính cộng đồng và hòa nhập hơn cho tuổi trẻ. Mỗi môn thể thao được chơi và tập luyện hợp lý sẽ mang lại những hữu ích cho cuộc sống. Chính vì thế, mỗi người chúng ta hãy chọn cho mình một bộ môn thể thao phù hợp để có sức khỏe tốt, nâng cao đời sống cho bản thân, gia đình và xã hội.